Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua nhiều sản phẩm đặc sản miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo đã mở được đường vào hệ thống phân phối trong nước và xuất khẩu. Tuy nhiên, để việc kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm ở khu vực này đạt hiệu quả cao, cần có chính sách khai thác hiệu quả yếu tố đặc trưng văn hóa, dân tộc, đặc sản vùng miền, tinh hoa sản phẩm của mỗi địa phương. Những năm gần đây, nhờ việc triển khai các chính sách hỗ trợ của chính phủ và các bộ ngành địa phương, hoạt động kinh tế, thương mại tại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo đã có những chuyển biến đáng kể, góp phần xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống cho người dân nơi đây. Hoạt động sản xuất tại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo đã và đang tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị, được chứng nhận nhãn hiệu tập thể và bảo hộ chỉ dẫn địa lý, không chỉ đáp ứng nhu cầu tại địa phương mà còn được đẩy mạnh tiêu thụ tại thị trường trong và ngoài nước. Thời gian qua, nhiều hoạt động kết nối hỗ trợ sản xuất, tiêu thụ sản phẩm miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo được Bộ Công Thương tổ chức đã góp phần vào việc tăng cường kết nối cung cầu, bảo đảm nguồn lực, duy trì chuỗi cung ứng liên tục, đa dạng ở thị trường trong và ngoài nước. Từ đó đóng góp tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập của người dân, đảm bảo an ninh quốc phòng ở khu vực này. Bộ Công Thương đã đẩy mạnh các cái hoạt động xúc tiến thương mại và đưa các cái doanh nghiệp có quan tâm đến các cái vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo để biết các cái thế mạnh của các cái vùng này và đặc biệt là các cái sản phẩm, và để sau đó thì đưa cái việc kết nối để sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm đó vào các hệ thống phân phối ở ngay trong nước cũng như là ở nước ngoài. Ngoài ra thì chương trình của theo quyết định 964 mà Bộ Công Thương cũng đã thực hiện, tức là nâng cao cái năng lực của các cái cán bộ của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và nhất là các cái vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo để giúp cho họ có thể có hướng dẫn cho các cái doanh nghiệp ở tại các cái vùng này cũng như là cái người sản xuất để có thể cải tạo và nâng cao cái chất lượng sản phẩm của mình để có thể đảm bảo thích ứng được và đáp ứng được các yêu cầu của các hệ thống phân phối ở ngay tại trong nước cũng như ở tại nước ngoài. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương còn phối hợp với các địa phương tổ chức các hoạt động thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông sản có thế mạnh thông qua các chuỗi phân phối của các siêu thị lớn trong nước và xuất khẩu. Trong thời gian vừa qua, cùng với sự hỗ trợ của Bộ Công Thương và sự kết nối thông qua các cái chuỗi từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, thì các nhà phân phối và bán lẻ lớn ở trên cả nước cũng đã tìm đến Điện Biên và cũng đã hỗ trợ cho tỉnh Điện Biên cũng như là nông dân tỉnh Điện Biên đưa những cái sản phẩm đặc sản của chúng tôi tham gia vào các cái chuỗi cung ứng ở thị trường trong cả nước. Thì đến nay có thể nói là một số sản phẩm có chất lượng của tỉnh Điện Biên như là gạo Điện Biên, chè, cà phê, rồi là các cái sản phẩm chế biến từ maca thì cũng đã được thị trường trong nước đón nhận. Việc tiêu thụ nông sản của chúng ta ở thị trường trong nước cũng rất là lớn. Do vậy mà chúng tôi cũng rất là quan tâm đến các cái hệ thống siêu thị và trung tâm thương mại cũng như là hệ thống chợ đầu mối. Và từ các chợ đầu mối này thì sẽ phân phối vào tất cả các cái hệ thống chợ truyền thống của Việt Nam. Và khi mà các nhà thu gom thì họ sẽ tự phân loại các cái sản phẩm nông sản để đưa vào từng khu phân khúc thị trường để tiêu thụ và đặc biệt là đưa vào chế biến. Do đặc thù của các nhà sản xuất là những hộ nông dân, rồi cũng có thể rất là nhiều là các hộ người dân tộc thiểu số, như vậy họ chưa quen với hệ thống sản xuất hay là phân phối hiện đại. Như vậy thì để làm được thì chúng tôi sẽ phải có được lực lượng cán bộ thu mua phải đến làm việc trực tiếp cùng với hộ nhân dân trong rất nhiều thời gian, và nó không hề dễ dàng như làm việc với các nhà cung cấp thông thường. Và một điểm nữa là xa, như vậy thì chi phí vận tải luôn luôn là một yếu tố rất là cản trở trong việc thương mại. Nhưng chúng tôi đã có được tổ chức một hệ thống kho trung tâm và nhà cung cấp chỉ giao đến kho trung tâm, sau đó cái việc mà vận tải đi các hệ thống của chúng tôi như là 38 đại siêu thị Big C và Go cũng như là 8 siêu thị top thì là do hệ thống của chúng tôi tự vận chuyển. Như vậy là những yếu tố đó đã giúp cho chúng tôi có thể đang tiêu thụ cũng như là đang ngày càng tăng lên các sản phẩm đặc thù vùng núi, vùng sâu, vùng xa, các sản phẩm ô cốp cũng như là sản phẩm theo chương trình sinh kế cộng đồng của chúng tôi. Theo Bộ Công Thương, việc phát triển thương mại miền núi nói chung và đẩy mạnh đưa sản phẩm nông sản miền núi vào hệ thống thương mại hiện đại còn tạo được hệ thống cơ sở dữ liệu, thông tin phục vụ cho phát triển hoạt động thương mại, nâng cao chất lượng sản phẩm được sản xuất trên địa bàn, hình thành hệ thống phân phối, mối liên kết bạn hàng giữa các vùng, miền để tạo thành một chuỗi cung ứng, tiêu thụ có tính liên tục, góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân khu vực này, củng cố an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội,
giữ vững chủ quyền quốc gia trên địa bàn miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.